Để tránh tình trạng đông đúc ùn tắc, nhiều người dân đã chủ động lịch trình di chuyển về quê sớm. Từ đầu giờ chiều ngày 30 tháng 8, lượng hành khách đổ về các bến xe cửa ngõ lớn tại thành phố Hà Nội tăng cao. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách đến bến dần tăng cao, tuy nhiên không xảy ra tình trạng quá tải. Hành khách tập trung chủ yếu ở các tuyến Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam. Nhiều chuyến xe đã tăng cường thêm phục vụ hành khách. Năm nay, theo đánh giá của người dân, tình trạng treo kéo, xô đẩy hành khách cũng đã được hạn chế. Mọi năm thì cứ cận kề Tết thì em cứ thấy là xe kéo ấy, kiểu là chẳng hạn như kiểu là gọi khách đến thì cứ kéo nôi tay xình xịch đi chợ lắm. Năm nay thì em thấy giản dị mà vâng, kiểu là mình thích đi xe nào mình lựa xe đấy. Tại khu vực nút giao Ngọc Hồi Giải Phóng ghi nhận lượng lớn phương tiện di chuyển, tình trạng ùn ứ đã xảy ra. Rất là đông, mà hôm nay mới có 4 gần 5 giờ mà giờ đã đông rồi. Tầm này như ngày nào cũng cắt, không ngày nào là ngày thông. Ngày nào từ bắt đầu từ ngã tư kia đến ngã tư này phải mất tầm 20 phút mới qua được một cái ngã tư. Năm nay dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, do vậy lưu lượng giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc tai nạn giao thông, nhất là ngày đầu tiên và ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp cùng lực lượng thanh tra điều tiết tổ chức tuần tra phân luồng phục vụ nhân dân. Cảnh sát giao thông, đội cảnh sát giao thông số 14 đã tiến hành bố trí lực lượng 24/24. Các chốt trọng điểm và các tuyến tuần tra thì đều có lực lượng túc trực phân luồng điều tiết giao thông, và trên các tuyến tuần tra thì liên tục có lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi như là dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định của các nhà xe, làm sao để đảm bảo được cho người dân đi lại thuận tiện và an toàn nhất trong dịp lễ này. Ngày mai, người dân trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ngay từ chiều nay, đã có rất đông người dân chọn lịch trình để trở về quê nghỉ lễ. Ghi nhận tại khu vực bến xe nước ngầm và bến xe Giáp Bát, ngay từ lúc 15 giờ, lực lượng chức năng đã có mặt để triển khai phân luồng, đảm bảo tình hình an toàn giao thông. Theo dự kiến, từ chiều nay đến sáng mai, lượng phương tiện lưu thông sẽ là rất lớn, chủ yếu đổ về các cửa ngõ, tình trạng ùn tắc hoàn toàn có thể xảy ra. Đây cũng là kỳ nghỉ lễ kéo dài và diễn ra trước ngày khai giảng bước vào năm học mới của học sinh, sinh viên, dẫn đến nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân sẽ tăng cao. Dự báo sáng ngày 31 tháng 8, lượng người dân đi lại sẽ đạt đỉnh. Để tránh ùn tắc, người dân cần lựa chọn lộ trình và thời gian phù hợp, tuân thủ các quy định khi tham gia di chuyển để đảm bảo an toàn. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người lao động trong cả nước sẽ được nghỉ 4 ngày. Nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch để khép lại một mùa hè và tạo hứng khởi cho con trẻ trước khi bước vào năm học mới. Và hiện nay thì các doanh nghiệp, khu điểm du lịch đã chủ động chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực cũng như các điều kiện cần thiết để sẵn sàng phục vụ du khách. Theo các công ty du lịch lữ hành, với 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các điểm đến du lịch thu hút khá đông du khách đến tham quan, nhất là các tour nội địa ngắn ngày đến Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang, Hà Giang, Mộc Châu, Hạ Long. Đây là những địa điểm thích hợp để du khách nghỉ ngơi, thư giãn, tham quan, trải nghiệm. Nhận thấy nhu cầu du lịch tăng mạnh, rất nhiều đơn vị triển khai các chương trình hấp dẫn nhằm đem lại những trải nghiệm tốt cho du khách. Trong dịp mùng 2 tháng 9, khách sạn cũng đang chạy một gói nghỉ dưỡng tuyệt vời cho người dân địa phương đến đây và tận hưởng cùng bạn bè, gia đình hoặc có thể là các cặp đôi. Chúng tôi rất bận rộn vào những ngày cuối tuần này, nhưng chúng tôi rất vui mừng được chào đón các vị khách trong kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 này. Như bạn có thể thấy, tất cả các nhân viên của tôi, họ đều háo hức được chào đón tất cả các vị khách quốc tế và khách Việt Nam địa phương đến với khách sạn chúng tôi dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Mỗi một dịp lễ đến thì các đơn vị du lịch đa phần đều có một cái cơ bản về kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ cho các đơn vị lữ hành ở các địa phương cũng như là cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Vì tôi nghĩ rằng năm nay cũng không khác những năm khác. Năm nay các đơn vị du lịch cũng đã có một kế hoạch triển khai sâu hơn bởi vì ngày lễ nghỉ lễ khá dài. Đấy, và đặc biệt là qua những năm khó khăn của dịch bệnh chúng ta bắt đầu phục hồi thì cái sự chủ động của mỗi doanh nghiệp lại càng mạnh hơn và ra được rất nhiều những chương trình hành trình trải nghiệm. Dịp lễ năm nay, ngoài lượng lớn khách du lịch Việt thì còn có khá nhiều lượng khách quốc tế đến từ các thị trường Ấn Độ, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong những ngày cuối tuần, dịp mùng 2 tháng 9 này, khách sạn gần như kín phòng, điều đó rất đáng tự hào. Mặc dù đông khách và kín phòng dịp lễ mùng 2 tháng 9,
Nhưng từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9, chúng tôi vẫn mở cửa để chào đón nhiều khách hơn. Phân khúc khách hàng của chúng tôi giai đoạn này chủ yếu là từ Ấn Độ, Đài Loan và một số người từ Thái Lan. Và bây giờ, chúng tôi thấy người Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong kỳ nghỉ lễ này, chúng tôi thấy rất nhiều du khách Việt Nam. Hiện các đơn vị kinh doanh dịch vụ khác như lưu trú, nhà hàng, khách sạn, điểm đến cũng đã tích cực chỉnh trang cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân lực để phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, duy trì chất lượng dịch vụ, chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an toàn kỳ nghỉ cho du khách trong và ngoài nước. Dù không còn nóng như thời điểm nghỉ hè, song các tour du lịch dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vẫn được nhiều khách hàng quan tâm bởi kỳ nghỉ năm nay kéo dài 4 ngày. Và không chỉ là quan tâm tới dịch vụ mà xu hướng của du khách còn muốn tham gia các sự kiện trong kỳ nghỉ. Vì vậy, những điểm đến có nhiều hoạt động sự kiện văn hóa nghệ thuật được ưu tiên lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Là một người yêu thích sự khám phá và trải nghiệm, chị Lê Hải Yến năm nào cũng dành thời gian đi du lịch cùng bạn bè. Tuy nhiên, năm nay chị muốn cùng gia đình lựa chọn điểm đến có nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa để kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thêm phần ý nghĩa. Du lịch thì mình đi khá là nhiều rồi, nhưng mà tới dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay thì mình đang có xu hướng là muốn dẫn gia đình và các cháu đi du lịch trong nước. Mình đang khá phân vân là không biết là sẽ chọn tour Thừa Thiên Huế, Quảng Bình hay là tour Đà Nẵng, bởi vì là một trong hai thành phố đấy thì có các sự kiện của thành phố diễn ra, nghỉ dưỡng kết hợp với lại tham gia các sự kiện của thành phố luôn để các cháu có thể vui chơi và nghỉ dưỡng một cách thoải mái nhất. Theo báo cáo xu hướng du lịch năm 2020 của Booking.com, 50% du khách Việt cho biết họ ưu tiên đặt vé tham dự các sự kiện trước khi quyết định chọn nơi lưu trú. Điều này càng khẳng định nhu cầu kết hợp du lịch và các sự kiện văn hóa giải trí của du khách đang ngày càng tăng cao. Cái xu hướng khách trong năm nay thì tôi thấy rằng là lượng khách đang ngày rất là càng ngày càng đông. Đối với khách đi du lịch trong nước, người ta lại đang hướng đến cái vấn đề đi du lịch kết hợp với sự kiện. Ngoài cái việc mà đi du lịch chúng ta thường xuyên là đi du lịch check-in, chúng ta đi check-in tour mà. Thì cái việc mà danh lam thắng cảnh đi tham quan, người ta rất mong muốn tham gia những sự kiện, những cái hoạt động thể thao hay là văn hóa của cái tỉnh thành đó. Ví dụ như đợt mùng 2 tháng 9 này tôi thấy rằng là rất là nhiều tỉnh thành người ta tổ chức cái bắn pháo hoa, hay là các tỉnh thành tạo ra những cái hoạt động, ví dụ như đi Tuyên Quang thì phải là đến với các cái lễ hội đèn lồng mà để đón Trung thu. Thì cái đấy đang là cái mà có cái sức hút cực kỳ lớn cho những cái dòng khách người ta đi cái nhóm nhỏ và đi gia đình trong cái dịp mùng 2 tháng 9. Bên cạnh đó, sau 3 tháng hè tập trung vào các điểm đến là vùng biển, thì thị trường du lịch lễ mùng 2 tháng 9 lại thiên về tour đi vùng núi, nên các điểm đến ở phía Bắc và miền Trung được du khách khá chuộng. Đối với khách ở thị trường Hà Nội, thì mà đi các cái điểm khác thì họ cũng chỉ chủ yếu tập trung vào một số những cái tuyến điểm như là đi Mộc Châu, đi Sapa, đi Hà Giang và Cao Bằng. Đó là cái thời điểm mà khách họ tự lái xe và đi không 2 đến 3 ngày thôi để về chuẩn bị cái kỳ học năm học mới cho con cái. Cũng đã qua cái giai đoạn nghỉ hè rồi, thế nên là đi biển thì cũng số lượng khách mà đi biển cũng đã giảm đi. Và du khách đang chuyển hướng sang đi nghỉ dưỡng ở các cái vùng miền giống như kiểu là gọi là vùng miền núi như thứ. Và tính chất là nghỉ dưỡng cũng rất là nhiều. Và xu hướng người ta thay vì người ta đi biển thì người ta sẽ đi lên những cái vùng cao xa hơn như Hà Giang, như Tuyên Quang, như Điện Biên hay là Lai Châu, thì tôi hay là thậm chí kể cả Phú Lương, Thanh Hóa, thì tôi thấy rằng là cái lượng khách người ta bắt đầu người ta chuyển dịch. Bây giờ ngày càng nhiều cái việc mà du khách bắt đầu tìm kiếm và sự trải nghiệm hơn những cái điểm đến mới. Nhu cầu của du khách liên tục thay đổi, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, sự trải nghiệm, tính đa dạng. Sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trung tuần tháng 11 và 12, làn sóng du lịch nghỉ đông sẽ trở lại, thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ.